Trong hai ngày, ngày 2 và ngày 3 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm ở tỉnh Thất Bồng Lai về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tùng Vân và đồng phạm ở tỉnh Thất Bồng Lai. Hội đồng xét xử xác định, từ năm 2016, các bị cáo từ nhiều nơi về sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Bị cáo Lê Tùng Vân đặt tên cho nơi đây là tỉnh Thất Bồng Lai, sau này đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ, không đăng ký với cơ quan chức năng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Từ năm 2019 đến năm 2021, bị cáo Lê Tùng Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản YouTube Năm Chú Tiểu, Thiền Am bên bờ vũ trụ và Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official. Tất cả các clip trước khi đăng tải đều được bị cáo Lê Tùng Vân xem và duyệt nội dung. Cả nhóm có 5 clip tự dàn dựng, quay phim, diễn xuất, đăng tải lên mạng xã hội, có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm Phật giáo, xúc phạm uy tín danh dự một số tổ chức cá nhân. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến an ninh địa phương, phạm tội nhiều lần, đủ chứng cứ để chứng minh các bị cáo phạm tội, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự. Bị cáo Cao Thị Cúc là chủ hộ, giúp sức cho bị cáo Lê Tùng Vân, quản lý thu chi, tham gia các nghi thức cúng bái để quay clip đăng trên mạng xã hội. Trong sự việc xảy ra tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa, bị cáo Cúc có tham gia trực tiếp. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo kháng cáo nhưng không đưa ra được chứng cứ chứng minh. Quá trình điều tra đã làm đúng quy định pháp luật khách quan. Việc giám định các chứng cứ cũng xác định không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa như các bị cáo khiếu nại. Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo ở tỉnh Thất Bồng Lai y án sơ thẩm. Cụ thể, bị cáo Lê Tùng Vân, 90 tuổi, bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, bị tuyên 5 năm tù. Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, cùng mức án 4 năm tù. Lê Thanh Nhị Nguyên, mức án 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Cao Thị Cúc, mức án 3 năm tù.